Ngon thiệt á. Cậu ngon hai thiệt á. Gì vậy? Ông biểu con mang trà sâm vô cho cậu với lại ăn bồng uống. À để đi. Để đi. Gọi ra ngoài đi. Gì vậy? Ra ngoài đi. Đi đi. Cậu ăn no rồi, thôi bây giờ hai cậu cháu mình học tiếp nha. À cũng được. Rồi học tiếp đi. Quan quan cư cư, quân tử hảo cầu. Quân tử hảo cầu. Yếu điệu thục nữ, quân tử hảo. Yếu điệu thục nữ. Quan quan khu khu, yếu điệu. Trời trời, chết rồi chết rồi. Chết rồi chết rồi. Cái miếng ngọc bội bây giờ con kiếm không có thấy nữa. Hả? Con đã tìm kỹ chưa? Dạ kỹ. Con lục tung cả phòng rồi mà không có thấy. Con có nhớ chắc không? Dạ chắc. Chắc chắn luôn á. Con chắc chắn mà. Nhà ta từ xưa giờ chưa bao giờ xảy ra chuyện trộm cắp. Chuyện này có chắc không? Dạ chắc. Dạ mà. Thưa ông, có khi nào có người ăn cắp miếng ngọc bội của cậu hai không ông? Làm sao mà có chuyện đó được? Làm gì mà có chuyện ăn cắp? Phòng ngủ của ta ai mà vô mà lấy được chứ? Thì con thấy cậu bồng cũng vô phòng cậu được mà. Ờ. Nè, con nói vậy là ý gì? Hả? Ừ, dạ ông cho phép thì con mới dám nói. Rồi. Ừ, dạo gần đây con thấy cậu bồng có những biểu hiện lạ lắm không? Cứ giống như là giấu giấu giếm giếm gia đình mình chuyện gì á. Là sao? Hả? Con là người ở trong nhà, có chuyện gì thì con phải báo ngay cho ta biết để ta kịp thời xử trí. Con sợ nói ra rồi ông nghĩ con ganh tị với cậu bồng. Không, nói. Dạ, con thấy cái chuyện này mà ông bỏ qua thì chắc chắn mai mốt sẽ có chuyện tài đình lớn hơn xảy ra nữa. Bây giờ cách tốt nhất á là ông cho tập trung hết tất cả gia nhân của nhà mình lại, rồi ông cho xét hết tất cả phòng của mọi người đi. Lúc đó ai ngay ai gian là biết liền hả ông? Con nói có lý. Được. Xuống, tập trung tất cả gia nhân lại cho ta. Dạ. Trời, không biết mình bỏ qua chuyện này đi. Để từ từ rồi con sẽ kiếm được miếng ngọc bội mà. Đừng. Không được. Chuyện này không từ từ được. Nhất định phải tìm cho ra kẻ bất minh đó. Nhà của ta từ xưa giờ không có chấp nhận phường trộm cắp. Còn rõ chưa? Dạ. Mời quý khán giả đón xem chương trình Chuyện xưa tích cũ lúc 19:15 thứ hai thứ ba trên truyền hình Vĩnh Long 1.